Welcome viewers to Home and Beyond. My name is Andy Han, and I will be hosting this new video series. I'm the CEO of Filmo Development, one of Vietnam's most innovative and progressive real estate developers. Filmo Development aims to create innovative and sensational living spaces that meet the needs of its customers while providing sustainable values. In partnership with Vietcetera, Filmo is proud to present and launch Home and Beyond, a new video series that aims to answer your most pressing real estate market questions, explore every aspect of owning a home, and provide the most transparent and educational information about any home-related topics in Vietnam. Whether it's understanding the local real estate market, navigating legal framework, designing steps, creating sustainable and smart homes, or even the sensational aspect of owning a home, Home and Beyond is here to help you understand. As we begin Home and Beyond series, we thought it would be necessary to hear from an expert who could share with us what's happening in Vietnamese real estate market today as we have entered the third quarter of 2023. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Home and Beyond. Mình là Dương Thủy Dung, giám đốc điều hành của CBRE Việt Nam. Rất vui được có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay để giải đáp các câu hỏi về thị trường bất động sản Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được là bức tranh toàn cảnh của thị trường căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào? Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái thành phố đi cùng với Hà Nội là hai thành phố mà có thị trường căn hộ lớn nhất. Tổng nguồn cung tích lũy mà cho tới thời điểm hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh là 336.000 căn hộ, và nó tập trung rất là nhiều ở cái thị trường căn hộ trung cấp và cao cấp. Căn hộ trung cấp chiếm đâu đó khoảng 40%, căn hộ cao cấp và hạng sang cộng lại thì chiếm cũng khoảng tầm 44%. Còn lại là căn hộ bình dân, thì chúng ta thấy là căn hộ bình dân như vậy nó chỉ chiếm đâu đó khoảng tầm 22-24%. Và nếu như chúng ta chỉ nhìn vào nguồn cung chào bán trong vòng 3 năm trở lại đây á, thì cái nguồn cung căn hộ cao cấp và trung cấp thậm chí nó còn chiếm lên tới 90-95%. Thế thì khi chúng ta nhìn vào cái số lượng căn hộ bán được ở trên thị trường á, thì tổng nguồn cung căn hộ bán được nó cũng chiếm đâu đó khoảng tầm 90% tổng nguồn cung căn hộ đã chào bán. Có nghĩa là cái lượng tiêu thụ ở trên thị trường vẫn rất là khả quan, nhưng tất nhiên cái lượng tiêu thụ đó đang bị giảm dần đi trong vòng khoảng 12-24 tháng trở lại đây, do cái nguồn cung ra thị trường nó đang bị thiên quá nhiều vào nguồn cung căn hộ cao cấp và hạng sang. Cái mức giá ở trên thị trường hiện tại như chúng tôi thấy là trung bình của Hồ Chí Minh là 62 triệu một mét vuông, nhưng mà nếu chúng ta chia ra theo từng phân khúc ấy, thì chúng ta thấy rằng phân khúc hạng sang tập trung nhiều ở những cái khu vực như là quận 1, quận 2, khu vực Thủ Thiêm thì nó lên tới là 160 triệu một mét vuông. Thế ở cái phân khúc mà thấp hơn một chút là phân khúc cao cấp thì nó cũng nằm tầm khoảng 80 triệu một mét vuông, và phân khúc trung cấp là khoảng 40 triệu một mét vuông, và phân khúc bình dân là 22 triệu một mét vuông. Mặc dù cái mức giá trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh là chỉ khoảng 62 triệu mét vuông thôi, thế nhưng mà có một cái khoảng cách rất là rõ giữa các cái phân khúc khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà có cái nguồn cầu rất là lớn, nhưng mà do ảnh hưởng của một vài những cái yếu tố khiến cho thị trường nó bị sụt giảm trong thời gian gần đây, và trong năm 2022 cũng như là nửa đầu năm 2023 thì nguồn cung của thị trường nó bị hạn chế rất là nghiêm trọng. Và trong năm 2023 mà nửa đầu năm nay thì tổng nguồn cung mới của thị trường mà chúng tôi ghi nhận được nó chỉ có 4.000 căn. Nó chỉ bằng 1/10 so với cái thời điểm cao điểm ở hàng năm chúng tôi có được vào năm 2015-2016. Thì đây cũng là một cái mà chúng tôi ghi nhận được, và cái nguồn cung hạn chế vậy nó cũng khiến cho là cái khả năng lựa chọn các cái căn hộ của người mua cũng bị hạn chế rất là nhiều. Những nguyên nhân nào là lý do khiến thị trường có mức tăng trưởng chậm trong thời gian vừa qua?
Thì đúng là trong vòng 6 cho đến 12 tháng qua ấy, thì thị trường bất động sản tại Việt Nam có cái sự chững lại trong việc tăng trưởng. Chúng ta thấy là cái nguồn cung tung ra thị trường thì vô cùng hạn chế và khả năng thanh khoản trên thị trường thì cũng rất là thấp, không chỉ tại thị trường lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh mà cả tại những khu vực lân cận như là Bình Dương và Đồng Nai. Thì có rất là nhiều những cái lý do khiến cho thị trường bị chậm lại. Đứng từ phía chủ đầu tư, chúng ta thấy hai cái lý do lớn nhất ở đây, đó là cái vướng mắc liên quan tới pháp lý và cái khả năng huy động vốn để phát triển dự án cũng bị hạn chế. Thì vướng mắc liên quan đến pháp lý bao gồm những cái việc là ví dụ như là khả năng để lấy được các giấy phép phát triển dự án, giấy phép xây dựng hay là giấy phép chào bán thì nó bị mất rất là nhiều thời gian, mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Và thứ hai nữa là cái khả năng để có thể lấy được quyền, lấy được cái giấy chứng nhận sử dụng đất thông qua việc là xác định tiền sử dụng đất sao cho có hiệu quả, thì đây cũng là một cái vướng mắc mà các chủ đầu tư hay gặp phải. Một cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi nhắc tới đó là cái khả năng vay vốn để phát triển dự án. Thì thông thường như chúng ta thấy là tại Việt Nam thì các chủ đầu tư sẽ có những cái kênh huy động vốn, ví dụ như là đi vay ngân hàng hay là chào bán trái phiếu doanh nghiệp, huy động vốn từ cộng đồng, bên cạnh một cái phần nhỏ đó là cái vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là đi vay ngân hàng thì cũng bị hạn chế do những cái chính sách thắt chặt tín dụng từ phía ngân hàng nhà nước, hay là đi chúng ta phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì kể từ tháng 9 năm 2022 thì cái kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều thách thức do cái việc kiểm duyệt rất là khắt khao. Một cái lý do thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái nguồn cung hạn chế do các cái chủ đầu tư họ trào bán ra thị trường rất ít, nó khiến cho là bản thân từ phía người mua họ không có nhiều cái mặt hàng để họ lựa chọn. Đi kèm cái việc là nguồn cung vô cùng hạn chế á, thì có một cái mà chúng ta cũng thấy rất là rõ tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, đó là cái lệch pha về cung cầu. Cái nguồn cung chào bán trên thị trường á, thì càng ngày nó càng thiên về cái nguồn cung là cái căn hộ cao cấp và trung cao cấp và thậm chí là những căn hộ hạng sang. Trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái nguồn cung căn hộ cao cấp và hạng sang nó chiếm đâu đó lên tới 60 và 70% cái nguồn cung. Vì vậy những cái người mua nhà, đặc biệt là đối với những cái người mua nhà mà có nhu cầu ở thực ấy, thì họ có rất là ít lựa chọn để họ đầu tư hay là để họ mua. Thì đó là những cái khó khăn trên thị trường mà khiến cho là toàn bộ thị trường bất động sản của chúng ta trong thời gian qua bị giảm sút. Còn thị trường căn hộ của các vùng lân cận gần thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển như thế nào? Thì chúng tôi nhận thấy rằng các cái khu vực lân cận tại thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương và Đồng Nai thì cũng nổi trội lên, giống như là một cái khu vực mà có thể gọi là khu vực thay thế thành phố Hồ Chí Minh trong việc là cung ứng các cái sản phẩm nhà ở cho các cái cư dân tại thành phố và cũng như là cư dân tại các khu vực lân cận này. Thế thì khi chúng tôi nhìn vào cái thị trường căn hộ tại Bình Dương và Đồng Nai á, thì hai thị trường này nguồn cung có thể nói vẫn là rất là khiêm tốn so với Hồ Chí Minh. Nó cũng là một cái giải pháp có thể nói là tạm thời cho những cái nhu cầu hoặc là cho những cái người mua thực sự đang có nhu cầu để ở thì họ sẽ tìm tới những khu vực lân cận này, và đặc biệt là những khu vực này thì họ chào bán các cái sản phẩm ở cái mức giá rất là vừa phải. Bình Dương chẳng hạn thì cái mức giá nó chỉ bằng một nửa so với mức giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái mức giá chào bán trung bình á thì nó cũng khoảng tầm 30 cho đến 35 triệu một mét vuông. Tại Đồng Nai thậm chí còn rẻ hơn, đó là khoảng tầm 29 triệu một mét vuông. Thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là với một cái nguồn cung phụ thêm cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như là với một cái mức giá có thể nói là dễ chi trả hơn cho cái người mua, thì hai thị trường này còn là hai cái thị trường có thể nói là tiềm năng để trong tương lai nó sẽ là những cái thị trường phát triển căn hộ bên cạnh thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo như chia sẻ của chị thì hiện tại rất nhiều các dự án vẫn đang được giao dịch. Theo chị thì những hoạt động này diễn ra trong phân khúc nào và vì sao họ vẫn đạt được những thành công nhất định trong thời điểm hiện tại? Chúng tôi cũng có chia sẻ là chủ yếu thứ nhất là diễn ra tại những cái dự án có mức giá chào bán hợp lý. Rõ ràng tại thời điểm này, cái giá chào bán đang là một trong những cái yếu tố mà người mua cân nhắc hàng đầu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cái yếu tố hợp lý ở đây không có nghĩa là một cái mức giá rẻ, mà nó hợp lý với cái vị trí của dự án, với cái quy mô cũng như chất lượng của dự án. Thế thì ngay cả đối với những cái phân khúc như phân khúc
cao cấp, cái giá của nó có thể là nó cao hơn cái mức trung bình ở trên thị trường. Thế nhưng nếu như mà dự án đó nằm tại những cái vị trí mà hợp lý, những cái vị trí đẹp và cái chất lượng của sản phẩm nó tốt, điều kiện bàn giao tốt á, và người mua nhận thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà nó đáng đồng tiền, thì họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra. Vậy chúng tôi nhận thấy rằng là thứ nhất là dự án nó có một cái mức giá hợp lý, và thứ hai dự án đó nằm tại những cái khu vực cái nguồn cung hiện tại nó đang rất là khan hiếm, và khu vực đấy thì cái nguồn cầu nó vẫn rất là cao, và người mua họ sẵn lòng có thể là cái mức giá nó cao hơn một chút so với cái mức giá trên thị trường. Đánh giá của chị về tỷ suất lợi nhuận đầu tư bất động sản cho thuê của từng khu vực là như thế nào? Có xứng đáng để nhà đầu tư xuống tiền sở hữu bất động sản và dựa vào thu nhập từ việc cho thuê để chi trả cho lãi suất thế chấp từ ngân hàng? Trong tổng số những cái khách hàng mà giao dịch, đặc biệt là trong thời gian gần đây, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái tỷ trọng từ phía các cái nhà đầu tư có thể là đầu tư để kiếm lời, mua đi bán lại kiếm lời, và đầu tư để cho thuê thì nó tăng khá là cao trong thời gian gần đây. Thì cũng có một cái lý do đơn giản là khi chúng ta nhìn vào cái cơ cấu nguồn cung mới trên thị trường ạ, thì như chúng tôi có nói là trong vòng 3 năm trở lại đây thì có tới 70%, thậm chí là gần tới 80% cái nguồn cung mới nó tập trung trong phân khúc trung cao cấp và phân khúc hạng sang. Và đối với những phân khúc này thì tỷ trọng cái người mua để đầu tư rất là lớn, đặc biệt là mua để đầu tư cho thuê. Thế thì cái tỷ trọng lợi nhuận cho thuê hiện tại nó đang khá là khác nhau giữa các cái khu vực. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình nó nằm khoảng tầm từ 4-5%, khoảng tầm nếu mà tính trung bình ra thì khoảng tầm 4.5-4.7%. Tại thị trường Bình Dương và Đồng Nai thì có một cái điều thú vị là chúng tôi nhận thấy là tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao hơn, nhỉnh hơn một chút so với thành phố Hồ Chí Minh. Tại thị trường Đồng Nai thì tỷ suất lợi nhuận cho thuê có thể đạt tới 5.2-5.5%. Thì cái lý do chính ở đây thứ nhất là cái nguồn cung tại Đồng Nai hiện tại đang khá là hạn chế, đặc biệt là những cái nguồn cung mà đủ điều kiện để cho người nước ngoài thuê, có nghĩa là có chất lượng tốt, nằm ở những vị trí đẹp. Trong khi đó thì cái giá mua tại những cái dự án này hiện tại đang rất là hợp lý ở trên thị trường. Nó giúp cho là những cái người mà mua để đầu tư cho thuê tại khu vực này đạt được một cái tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao hơn là 5-5.2-5.3%. Thế thì với cái tỷ suất lợi nhuận cho thuê như thế này thì chúng ta có nên đầu tư căn hộ cho thuê hay không? Nó có bù được cái lãi suất ngân hàng hay không? Chúng ta nghe tới cái lãi suất này thì rõ ràng câu trả lời ngay lập tức là rõ ràng là chúng ta không thể bù được. Bởi vì là bây giờ chúng ta đi vay ngân hàng để mua nhà hay là vay tiêu dùng vân vân thì cái lãi suất mà chúng ta đi vay nó ít nhất nó cũng phải là 7%. Vì vậy thì cái tỷ suất lợi nhuận cho thuê có thể là không bằng so với cái lãi suất ngân hàng, nhưng mà các cái nhà đầu tư của chúng ta sẵn sàng là bỏ tiền đầu tư vì với cái tâm lý thứ nhất là họ nghĩ rằng là sở hữu bất động sản luôn luôn là một cái kênh an toàn hơn so với các cái kênh đầu tư khác. Theo thống kê của CBRE, mức giá trung bình cho nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là khoảng 170.000 đô la Mỹ, cao hơn gấp 17 lần so với mức thu nhập trung bình của mỗi hộ dân. Thì nếu với con số này thì đây là một trong những thị trường khắt khe nhất để sở hữu bất động sản mà vừa vặn với thu nhập ở khu vực châu Á. Thì ý kiến của chị như thế nào? Chúng tôi thấy rằng là với cái mức giá trung bình tại thị trường căn hộ Hồ Chí Minh là khoảng 62 triệu một mét vuông thì rõ ràng là cái cơ hội để sở hữu nhà đối với đại đa số người dân ở Việt Nam hiện tại đang ngày càng khó khăn. Nếu chúng ta nhìn vào cái nguồn cung tương lai ở trên thị trường trong vòng khoảng 3 năm tới thì hầu hết có thể nói là 80-90% các cái dự án mà sắp sửa chào bán thì nó cũng nằm trong cái phân khúc có cái mức giá cao, có nghĩa là cũng phải khoảng tầm từ 60-70 triệu một mét vuông. Thì với một cái nguồn cung mà hạn chế như vậy thì mà nếu chúng ta nhìn vào cái nguồn cung bình dân và trung cấp nó chỉ chiếm khoảng tầm 10-20% thì rõ ràng là cái cơ hội sở hữu nhà
lại ngày càng trở nên khó khăn hơn nữa trong vòng 3 đến 5 năm tới tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thì có thể nói đây là một cái vấn đề mà chính phủ và chính quyền cũng đã rất là quan tâm trong thời gian vừa qua, để làm sao có thể đưa được cái sự lệch pha cung cầu nó trở về cái mức mà nó cân bằng hơn, nó tăng cái số lượng các cái dự án mà nó nằm ở cái mức giá vừa phải hơn cho người dân. Thì cũng có một cái tin vui là trong thời gian vừa qua thì chính phủ cũng đã đưa ra một cái gói là 120.000 tỷ để xây dựng các cái dự án nhà ở xã hội, nhà ở bình dân. Hy vọng là với một cái gói này á, thì cái việc mà sở hữu những cái dự án có cái mức giá vừa phải thì nó sẽ dễ dàng hơn so với cái thời gian trước đây. Tuy nhiên thì cũng để cho một cái chính sách cũng như là cho một kế hoạch được thực tế là có phát huy cái hiệu quả thì nó cần cũng phải có một cái thời gian dài. Vì vậy chúng tôi vẫn nghĩ rằng là trong thời gian trước mắt á, thì cái thị trường mà dành cho những người mua nhà mà có nhu cầu ở thực, cái thị trường mà có phân khúc bình dân và trung cấp, nó vẫn là một trong những cái khó khăn đối với cái người mua nhà để ở. Và thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại hai thành phố lớn như là Hồ Chí Minh và Hà Nội, vẫn tiếp tục là một trong những thị trường có thể nói là có nhà ở đắt đỏ nhất so với cái mức thu nhập bình quân của người dân. Và chúng ta có lẽ là vẫn phải tiếp tục tiết kiệm nhiều hơn nữa, tích lũy nhiều hơn nữa thì may ra mới có thể sở hữu được một căn nhà như ý. Vậy chị có lời khuyên gì cho những người mua mà sắp sở hữu căn nhà đầu tiên không? Họ nên có chiến thuật gì hay nên chú trọng vào điều gì trước khi đưa ra quyết định? Có rất là nhiều các cái yếu tố mà những cái người mua họ phải quan tâm, họ phải tích vào trước khi là họ quyết định xuống tiền mua một cái căn nhà đầu tiên. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà tôi sẽ phải hỏi ngược lại những người mua nhà đó là: anh định mua nhà với mục đích gì? Vì cái mục đích á, là nó sẽ quyết định cái hành động cũng như là cái tiêu chí của anh sau này. Ví dụ như là nếu anh mua nhà với cái tiêu chí là tôi mua là để ở, không phải để đầu tư, thì cái tiêu chí nó sẽ khác, mua để đầu tư cái tiêu chí nó sẽ khác. Trước tiên thì tôi sẽ đưa ra những cái tiêu chí đầu tiên mà cho dù anh có mua để ở, anh có mua để đầu tư hay vì bất kỳ mục đích gì thì anh cũng sẽ phải quan tâm tới những cái yếu tố này đầu tiên. Đó là cái tính pháp lý của dự án. Và cái dự án đó nó có đủ điều kiện để bán hay không? Và thông thường khi anh mua một cái căn hộ, đúng không? Thì hoặc là thậm chí không phải căn hộ mà là một cái dự án gắn liền với đất, có thể là villa, biệt thự hay nhà phố, thì anh cũng đều mong muốn rằng cái sản phẩm đấy của anh nó sau này khi anh mua xong thì nó sẽ có sổ đỏ, anh được sở hữu lâu dài. Thế thì cái dự án đó nó có nằm trong khu đất được quy hoạch để phát triển nhà ở lâu dài hay không? Và với tư cách là người mua thì anh hoàn toàn anh có cái quyền để anh yêu cầu các cái nhà đầu tư, các cái chủ đầu tư, cái người bán nhà là cho anh xem các cái giấy tờ chứng minh về cái tính hợp pháp của dự án. Và cái này nó cũng nằm trong cái yêu cầu bắt buộc của các cái chủ đầu tư khi mà bán nhà ra, là họ phải có được các cái giấy tờ đó. Thế thì anh phải đảm bảo thứ nhất là dự án nằm trong các cái khu quy hoạch để phát triển lâu dài. Để làm gì? Để sau này khi anh mua xong thì anh được sở hữu nhà ở lâu dài. Thứ hai, dự án có đủ điều kiện để bán hay không? Anh có cái gọi là giấy phép chào bán được các cơ quan thẩm quyền cấp hay không? Với hai cái yếu tố này á, thì dự án nó đủ cái tính hợp pháp để anh chào bán. Thế thì sau khi anh làm cái thẩm định đó xong, nếu như mà dự án đó không đáp ứng được một trong hai kiểu đó thì anh sẽ không cân nhắc. Trước đây thì khi mà thị trường có thể nói là cái nguồn cung nó rất là nhiều, người mua có rất là nhiều cái nguồn tiền mặt ở trên thị trường á, thì chúng tôi thấy là mọi người có thể không quá chú trọng vấn đề này. Tuy nhiên là sau đấy nó có rất là nhiều các cái tranh chấp xảy ra, và thậm chí là đến bây giờ có rất là nhiều các cái dự án mà người mua họ đã nhận được nhà rồi nhưng mà mãi họ chưa lấy được sổ đỏ, thì đã bởi vì là những cái tranh chấp liên quan tới pháp lý. Thì yếu tố pháp lý là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, nó cũng không có quan tâm, nó cũng không có liên quan gì đến cái là cái nhu cầu sử dụng của bạn là gì, để mua để đầu tư hay mua để ở. Yếu tố thứ hai nó liên quan đến cái budget của bạn, liên quan tới gọi là cái số tiền mà bạn sẵn sàng mình bạn bỏ ra để bạn mua cái dự án đó. Bạn phải xác định được ở trong đầu là bạn định mua trong khoảng giá tiền là bao nhiêu. Tôi định mua ở một cái căn giá tiền đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 tỷ, nó sẽ khác là tôi định mua từ 2 đến 3 tỷ. Vì ngay lập tức là với một cái số tiền mà bạn định bỏ ra như vậy thì bạn sẽ khoanh vùng được
các cái dự án đó nó nằm ở phân khúc nào và vị trí ra sao. Và bạn cố gắng rằng là cái budget mà bạn đưa ra thì cái khoảng cách nó đừng có quá xa. Không phải là tôi muốn mua một cái dự án từ 1 đến 5 tỷ thì nó sẽ rất khó cho bạn quyết định, mà có thể là chỉ từ 4 đến 5 tỷ hoặc là 2 đến 3 tỷ. Và nếu như mà bạn càng cố gắng rất là kỷ luật với cái budget đó thì cái việc lựa chọn của bạn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Có thể bạn sẽ du di cho tôi cho một cái gọi là cao hơn, tối đa là khoảng tầm 10% hoặc là 20%, nhưng mà cao không cao hơn thế nữa. Thì sau khi bạn đã có được một cái budget như thế cho cái đầu tư của bạn thì bạn sẽ xác định rằng là bạn sẽ nhìn vào cái giá cả của dự án nó ra sao, điều khoản thanh toán như thế nào, và dự án đó nó có hỗ trợ bạn đi vay ngân hàng hay không, vân vân và vân vân. Yếu tố thứ ba, sau cái yếu tố là tính pháp lý của dự án, sau cái yếu tố giá cả, thì nó sẽ đến cái yếu tố đó là cái uy tín của chủ đầu tư. Trước đây thì cái uy tín của chủ đầu tư có thể nó không phải nằm trong ba cái yếu tố đầu. Thế nhưng mà gần đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là uy tín của chủ đầu tư nó sẽ quyết định cái việc rằng là dự án của bạn nó có hoàn thành đúng như tiến độ hay không, nó có bị trì hoãn hay không, cái chất lượng bàn giao nó ra sao, cái kết quả nó như thế nào. Thì cái uy tín của chủ đầu tư này nó bao gồm cái việc là chủ đầu tư đã làm nhiều dự án hay chưa, trước đây các dự án của họ như thế nào, cái dòng tiền hiện tại của họ ra sao, và họ có nằm trong những cái danh sách mà các cái dự án mà đang bị gọi là xem xét hay không, vân vân. Thì có rất nhiều các kênh để người mua có thể kiểm tra cái độ tin cậy của các cái chủ đầu tư, thì họ phải là người đi kiểm tra những cái thông tin đó, và nó sẽ giúp cho bạn là tránh cái việc sau khi bạn đã đầu tư xong thì có một vài trường hợp là chủ đầu tư không đủ khả năng để họ hoàn thiện dự án, khiến cho là cái vốn của bạn nó bị chôn trong dự án. Yếu tố tiếp theo đó là cái vị trí của dự án. Vị trí của dự án theo chúng tôi nó rất là quan trọng, vì vị trí của dự án nó lại liên quan tới cái vấn đề là giá cả của dự án nó như thế nào. Cái này này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu khi bạn mua một sản phẩm, đó là để ở hay là để đầu tư, thì nó sẽ quyết định rằng là cái vị trí của dự án nó quan trọng với bạn như thế nào. Mua để ở thì tất nhiên là bạn sẽ chọn những cái dự án mà nó thuận tiện cho việc đi làm, cho con cái của bạn đi học. Nó có những cái lối tiếp cận dễ dàng, nó gần các cái tiện nghi tiện ích, gần các cái siêu thị hay những cái chợ vân vân. Thế nhưng nếu bạn đầu tư thì những cái yếu tố đó nó còn không còn quá quan trọng với bạn nữa, nó không nhất thiết phải gần nhà bạn, nhưng mà nó thứ nhất là nó phải là những cái dự án mà nó có tiềm năng tăng giá về sau. Nếu bạn là những người mua để đầu tư chờ tăng giá, có thể là tại thời điểm hiện tại thì có thể là nó đi đến dự án đó nó khá là khó khăn, nhưng mà nếu bạn thấy rằng là trong vòng 1 năm tới nhờ có cái tuyến metro hay là nhờ có những cái tuyến đường cao tốc kết nối thì dự án của bạn nó sẽ lập tức tăng giá, thì bạn sẽ không chờ đến thời điểm đó bạn mua, mà bạn sẽ mua tại thời điểm hiện tại để chờ tăng giá. Nếu bạn là cái nhà đầu tư mà để cho thuê thì tất nhiên là bạn sẽ nhìn vào cái tỷ suất lợi nhuận cho thuê của từng khu vực. Thì như tôi có trả lời những câu hỏi trước là tỷ suất lợi nhuận cho thuê mỗi khu vực nó có thể tăng giảm khác nhau. Thì khu vực nào mà tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao thì có thể là bạn sẽ nhắm tới và bạn sẽ sở hữu những cái dự án đó. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Có rất nhiều yếu tố ở đây, ví dụ như là tiện nghi của tiện ích của dự án như thế nào, dự án có đủ các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy hay không, có an toàn cho cư dân để ở hay không, vân vân, và khả năng tăng giá trong tương lai như thế nào. Thì chúng tôi nghĩ rằng là có một loạt các cái yếu tố mà người mua cần phải quan tâm. Nếu như những người mua mà họ cảm thấy rằng họ không tự quyết định được và đưa ra được những cái tiêu chí này thì có lẽ họ sẽ phải nhờ đến những cái bên tư vấn, những cái bên môi giới mà thực sự là họ có kinh nghiệm trên thị trường để họ có thể tư vấn cho các bạn. Chị có nhắc tới tuyến metro số 1. Vậy việc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh? Chúng tôi gọi cái tuyến metro số 1 nó giống như là một cái game changer vậy đó. Có nghĩa là nó sẽ thay đổi rất là nhiều, và có thể nói là một cái thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt bất động sản tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Đông. Bởi vì cái tuyến metro số 1 này thì nó cũng chỉ là một trong cái 6 cái tuyến dự kiến phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, và nó sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất
cho những cái người ở cái khu vực phía đông thành phố, vì nó kết nối Bến Thành với phía Suối Tiên. Và sau này nữa thì nó sẽ phát triển theo như cái đề xuất mà mới đây nhất, thậm chí là nó sẽ đi lên cái khu vực Biên Hòa, Đồng Nai. Thế thì với một cái kế hoạch mà có thể nói rất là dài hạn như vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng là thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Có một cái kinh nghiệm từ những cái thị trường đi trước thì chúng tôi thấy rằng là hạ tầng đi tới đâu thì bất động sản sẽ đi tới đó. Đấy là một cái mẫu số chung ở tất cả các cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường mà hạ tầng nó chưa phát triển như thị trường Việt Nam. Thì đấy là một cái mà chúng tôi đã thấy rõ ở thị trường Bangkok cách đây khoảng 20 năm, khi chúng ta bắt đầu đón nhận những cái tuyến metro đầu tiên á, thì những cái dự án mà dọc theo cái tuyến metro này á, là ngay lập tức tăng giá và đã mọc lên rất là nhiều. Và không chỉ là những cái dự án căn hộ hay dự án nhà ở mà cả những cái dự án thương mại. Thế thì tương tự như vậy tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng tôi thấy rằng là đầu tiên là những cái cư dân mà sống tại hai khu vực này sẽ được hưởng lợi từ cái việc là rút ngắn thời gian di chuyển. Nếu như mà từ khu vực quận 2 hay là khu vực quận 9 mà di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nó mất phải lên tới là 20 cho tới là 45 phút, thì khi mà chúng ta có cái tuyến metro kết nối, thời gian di chuyển nó chỉ còn xuống từ 10 cho đến 20 phút là tối đa. Và rõ ràng là rút ngắn thời gian di chuyển nó sẽ khiến cho là người dân có xu hướng là chọn các cái dự án ở khu vực này để mua hoặc là để đầu tư. Các cái dự án thương mại bao gồm là văn phòng, căn hộ và các cái trung tâm bán lẻ cũng sẽ được ăn theo, là bởi vì với một cái thời gian rút ngắn như thế thì thậm chí là chúng ta hoàn toàn có thể dịch chuyển thị trường văn phòng. Thay vì chúng ta ở trong những khu vực đắt đỏ như là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đi ra ngoài những khu vực xa hơn, và chúng ta có những quỹ đất để phát triển các dự án, cũng như là cái giá cho thuê văn phòng nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Chúng tôi cũng thấy là các cái chủ đầu tư đã và đang gom khá nhiều đất dọc theo cái tuyến metro này lên tận khu vực quận 9, khu vực Suối Tiên và lên Biên Hòa để đón đầu cái việc là cái dự án này được hoàn thiện. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái người chơi trong cuộc chơi bất động sản, bao gồm là nhà đầu tư bất động sản, bao gồm là người mua, người bán, đều được hưởng lợi từ một cái dự án rất là quan trọng này. Tại các nước đang phát triển, nhà đầu tư đang dần có xu hướng tập trung vào căn hộ hơn là nhà phố. Quan điểm của chị về việc lựa chọn mô hình đầu tư để đạt được lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn là như thế nào? Nhà đầu tư Việt Nam sẽ có định hướng phát triển đặc thù hay sẽ gần giống với các nước láng giềng trong khu vực? Chúng tôi thấy rằng là tại thị trường Việt Nam hiện tại á, thì với cái khả năng chi trả cũng như là với cái mức thu nhập như tại Việt Nam thì rõ ràng sở hữu căn hộ đang là một cái xu thế, và nó sẽ là một cái xu thế trong tương lai, vì một cái lý do rất đơn giản, đó là cái giá trị của một căn hộ bao giờ nó cũng rẻ hơn cái giá trị của một cái sản phẩm gắn liền với đất, ví dụ như là biệt thự hay là nhà phố. Và cái mức giá rẻ hơn này nó thậm chí nó rẻ hơn tới 50% và 70%. Thế thì với cái mức thu nhập bình quân tại Việt Nam ở cái mức mà có thể nói là không quá cao trong khu vực, thì cái lựa chọn mà sở hữu một cái căn hộ vẫn đang là một cái lựa chọn mà người Việt Nam đang hướng tới. Tuy nhiên có thể các bạn thấy là trong thời gian vừa qua thì cái số lượng người sở hữu căn hộ tại Việt Nam nó cũng vẫn đang khá là thấp, nó chưa quá nhiều so với số lượng người mà hiện tại đang ở trong các cái dự án nhà ở gắn liền với đất đơn lẻ. Chúng ta vẫn thấy là đi dọc Việt Nam, thậm chí là ở hai thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh á, thì số lượng các cái dự án nhà ở đơn lẻ và mọi người ở trong nhà phố hay nhà phố thương mại đơn lẻ rất là nhiều. Thì lý do chính ở đây là bởi vì cái nguồn cung của chúng ta vẫn còn quá ít. Như chúng tôi có trình bày là tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 336.000 căn hộ được chào bán ra thị trường mà thôi, mà so với cái tổng số dân hiện tại của chúng ta là đâu đó khoảng 12 cho đến 14 triệu người thì cái tỷ lệ này nó rất là thấp. Và vì vậy cho dù chúng ta có muốn sở hữu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn để chúng ta sở hữu. Nhưng mà nếu như chúng tôi nghĩ rằng, nếu mà nói về là ý muốn thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn muốn sở hữu một căn hộ. Nhưng mà cái sở thích hay cái xu hướng là chúng ta mua hay đầu tư căn hộ hay là biệt thự á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái chu kỳ phát triển của từng thị trường. Có những thị trường mà chúng tôi biết là họ đã đi qua cái chu kỳ của chúng ta và họ đang ở một cái mức mà cái thu nhập bình quân của họ rất cao trên thị trường.
và cái cơ sở hạ tầng của họ phát triển rất là tốt. Thành ra là họ vẫn có cái một cái xu hướng là họ sở hữu những cái biệt thự hay nhà phố ở xa trung tâm, bởi vì ở tại những quốc gia đó cái khả năng chi trả của họ rất là cao và cái sự kết nối hạ tầng của họ rất là cao. Họ sẵn sàng họ mua một cái biệt thự nằm cách thành phố lên tới 80-90 cây, nhưng mà họ chỉ mất khoảng 1 tiếng để họ đi về trung tâm mà thôi. Bù lại thì họ có được những cái tiện nghi tiện ích trong những khu vực đó, có nhiều không gian hơn để vui chơi vân vân. Thế thì cái này chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ rất là khó so sánh giữa các quốc gia với nhau, và chắc chắn là mỗi quốc gia nó sẽ có một cái đặc thù riêng, phụ thuộc vào cái chu kỳ phát triển kinh tế của từng quốc gia, phụ thuộc vào cái khả năng cũng như thu nhập bình quân của từng quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng tại thị trường Việt Nam, với cái khả năng chi trả như hiện tại và với cái nhu cầu của người dân cần cái chỗ mà gần thuận tiện để đi làm cho con cái đi học, khi mà cơ sở hạ tầng nó chưa quá phát triển á, thì hiện tại căn hộ vẫn đang là một trong những cái sản phẩm mà được tìm kiếm nhiều nhất. Trong tương lai có thể khi mà có thể 5 đến 10 năm, khi mà cái cơ sở hạ tầng nó phát triển hơn, cái tính kết nối phát triển hơn và cái nhu cầu người dân có thể nó nâng lên một cái mức khác, thay vì là tôi chỉ chú trọng tới cái việc là đi làm gần thì tôi cần nhiều hơn nữa những cái tiện nghi tiện ích để vui chơi. Bây giờ thì cái xu hướng đấy cũng đã xuất hiện rồi nhưng nó chưa phải quá đại trà, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy một cái sự cân bằng hơn giữa nhu cầu dành cho căn hộ và nhu cầu dành cho nhà phố biệt thự. Ở đây tôi đang nhắc tới là những người mua để ở. Thế còn tất nhiên là mua để đầu tư thì nó lại quay lại câu chuyện là nó phải xem rằng là cái khả năng đầu tư của anh ra sao, cái budget của anh như thế nào, thì nó sẽ không còn phụ thuộc vào cái là sản phẩm đó là căn hộ hay nhà phố nữa. Theo quan điểm của chị, thời điểm nào là lúc thị trường sẽ sôi động trở lại? Thực sự đây là một cái câu hỏi rất là khó. Chúng ta cũng đã đi qua có thể nói là 6 cho tới 12 tháng có rất là nhiều khó khăn ở trên thị trường, và cũng rất nhiều người cũng mong rằng là có lẽ là cái khó khăn lớn nhất thì cũng đã qua đi. Thì dựa trên những cái nhận định của chúng tôi sau khi xem xét rất là nhiều yếu tố liên quan tới những cái khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, những cái chính sách thắt chặt tiền tệ vẫn còn tiếp diễn tại các cái nước phát triển, tại các quốc gia phát triển, hay là những cái tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, thì chúng tôi nghĩ rằng là kinh tế tại Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng vẫn sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn cho tới hết năm 2023. Những cái tín hiệu mà phục hồi đầu tiên của thị trường có thể sẽ xuất hiện vào đầu năm 2024. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong vòng 6 tháng qua, chính phủ đã có những cái động thái có thể nói là khá quyết liệt để vực dậy các cái thị trường, nền kinh tế cũng như là vực dậy thị trường bất động sản. Thì đi kèm với cái việc là nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua việc là liên tiếp giảm 4 lần cái lãi suất điều hành ở trên thị trường, thì chúng ta cũng thấy rằng chính phủ cũng đưa ra những cái chính sách tài khóa bằng việc là đẩy mạnh các cái đầu tư công, tập trung vào phát triển các cái dự án trọng điểm quốc gia, ví dụ như là sân bay Long Thành, phát triển các cái tuyến cao tốc Bắc Nam hay là các cái tuyến vành đai. Thì rõ ràng là với những cái chính sách rất là quyết liệt như thế này á, thì chúng tôi nghĩ rằng là thị trường cũng sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên là luôn luôn có một cái khoảng thời gian để thị trường có thể lấy đà và hồi phục trở lại. Vậy chúng tôi tin rằng là bắt đầu từ đầu năm 2024 thì thị trường sẽ có những cái dấu hiệu phục hồi, nhưng mà phải tới giữa năm 2024 trở đi thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng rằng thị trường phục hồi và phát triển trở lại. Vậy là chúng ta đã đi hết các câu hỏi của ngày hôm nay. Mình hy vọng là đã cung cấp thông tin cho các bạn về thị trường bất động sản tại Việt Nam trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới. Chúc các bạn may mắn trong hành trình tìm kiếm căn nhà mơ ước đầu tiên của mình. Xin cảm ơn.